không 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 Thank you.
con này không? Dân mình từ năm bị bắt đầu cùng nhau khóc. Vừa rồi mình thấy thằng ba ấy rồi rồi một cái đoạn người ta là bố là được biết là từ Tây có dụng lo hay là thằng đó thì bắt khóc. Những người lãnh đạo họ cũng đem lên nhau. Chụp lấy cả thầy Phương rồi là những mắt khó cùng. Mắt được hai mắt coi. Sắc vô trưởng, bỏ lò rồi ha. Và một đoạn sẽ nhìn thấy sự tồn tại của con tim nó không biết lo gì, có điều gì biết là cái cuộc đời như thế này cho đời mình sinh. Và tôi có nghiệp sao là đã khóc những người nghèo, nhưng mà Sài Gòn là thành phố nghèo, mấy đó, hả? cái đường anh khóc rồi, anh cứ vui thôi. Nó đâu đợi, nó không biết sao mà sạc, đâu khóc. Mà vui quá mà sinh ra rồi. Một con thứ hai là họ liên quan của mày là những con vui của chó mày. Sao mày đợi rồi? Không có nhiều người quen, đang có những chỗ nữa. Của viên gia rồi thì tìm hoài cũng được. Sao mà rồi cũng thấu bỏ lắm. Có thì tự là mà có một bên là bên Tây Nguyên thì sự là nhà thì không biển là sự vẽ là quý nhân. Ở đó có thể thử nhìn điều thể thấy trên nó làm cái gì nó làm. Cuối cùng nó được gọi là cái con yêu chó đầy người, có đầy người. Thế nên là cái vệ sinh của mình và nó còn các con cái sức khỏe nó nhiều ha. Thế nên phải là những ưu hàm phải chọn lá tâm những cái hàm bây giờ bị không gian cay nó cay. Tuy nhiên là mình sẽ làm ở Việt Nam một ít, ở châu Phi rất nhiều, hoặc là vùng dịch tệ. Mô hạn xung quanh trong cái phòng hòa tầng, thì mình sẽ bỏ tầng một xa, một vô, một xa ở trong này. Bỏ tầng, xung quanh mô hạn. Còn đây là một cái mô hạn, một cái mô heo. Cái cá này là ba năm thì là một bệnh nhân bệnh nhi thiếu niên rồi bệnh nhi đồng thì một ban đầu thì là người ta gặp phải ở đây vùng nông thôn các bạn có thể được làm chứng cứ đủ. Hôm 16 tuổi là nhìn những đứa 14, 13, 14 tuổi là con ông đạo Phim City rồi mà tranh là con tông của bộ khả năng nhận định dưới nào. Dưới nào họ thì theo một người gì mình tên khi mà tôi trẻ là 15, 16 tuổi là tương đối là đầu to đang cầm cái gì đó là một câu thì kiếm hàng kiếm đồng sản tư à, đây là một người nhỏ con là bộ ai cũng biết là ai cũng biết là một câu hả. Nhưng mà
nhưng khi khi bây giờ mình đem tới là thành lên chùa bộ của mình đem ra để quay ăn coi mình tất nhiên có cái thứ mà đây bộ mô các vùng mô hạng trong bên mô nào xung quanh mô hạng có lấy cái gì. Cái gì thì chỉ còn đi rồi ẩu đồng thì sẽ gây thì lúc đó là tôi là tôi cũng nghĩ là sau đó đem đi đi phòng giảm tiếp nhưng trường hợp này tất nhiên trong sách tội của mình đang đưa một cái hiểm ca hay nằm bỏ đó ở ngoài về cái nhà là khoa học mình thích nghiên cứu thì chúng ta có những thứ như cái bài báo mà để công bố được quá rất là đơn giản đơn giản từ mình nếu gặp cá hay xin và những cá là đưa vô công bố nước ngoài sau này ta rất giận nó đơn giản nhiều cá là đơn giản để mình đảm bảo nhưng không được ai làm thì họ họ ra là những gì đưa bên của một cái sân là bên là những đầu đầu của chúng ta cần đầu đầu vô hạn lúc đó không còn biến thành một cái vô hạn nữa nhưng mà một cái bảo hạn nữa một cái bảo giảm được vô hạn lúc đó đã bảo lắm cái này đã bảo lắm thế nhưng mà nó hay đưa vô sức đó thì chúng tôi rất là hay có bây giờ nói trường hợp này nó đến nghiên cứu hay các thầy cũng được thầy linh thích thầy không được không gặp thầy khác tôi lo đi làm ăn mà đi kiếm cơm mà không ra được bây giờ nó sẽ một ca này một lần biết một cả một cái nhá học trò đã tìm học thắng cả trăm này cũng như chúng ta thắng cả trăm bắt thầy dạy cái gì mình học thành ngon ngon bỏ hết của mình ở nhà cái người ở nhà có biết là nên nhiều chỗ các người mà thành cũng học không ngồi gì anh nói là có việc là đi con mình đóng tiền nhiều rồi cũng đã bao cấp người già tôi gọi được bộ môn bao cấp người già tháng bạc trăm là xin lỗi là các chị nhắc nhau tiêu hai ngày ba ngày một trạm học phí không có một học nha các thầy còn ở còn đôi nha cái các bệnh viện lắp về nhà ra để trường đây tháng bạc trăm một suy nghĩ như là nếu mình biết những thứ cũng không phải lo mà học hành cái đàn hò hay đó mình chạy học hành bỏ học tất nhiên là có quyền tự do còn một cái vấn đề qua đường có những môi trường trường học thì có bộ sản phẩm thì hiện đã 300.000 một tháng không ra sản phẩm thì nhà học sinh thì sau khi con bị một năm trả 100.000 đô la trả tiền nhiều của mình không nhà nước cho vay ra đi làm lại lương cao tôi có người bạn qua rồi ba em bạn qua đi qua rồi cho mình ba em học lại đi qua lương phải vay học hả hai cô em là không gọi là không đủ sức vay cho đăng ký học đi qua bên cũng nổ cung đó bị giáo là thằng cũng không nổ được cái đồ đã tìm với điều kiện về phục vụ đồ của mình nha nhưng mà học xong mai không ai bỏ không nổ vì lương cao một người có thôi một cái thi cũng nổ là không phải bình hóa
để biểu hiện tiền tiến đầy đủ. Chúng ta lương cao một là mình học. Không bây giờ xin lỗi, học 300 ngàn tháng là ra bọt thì là tiền khác. Chẳng quý dự bị hoàn thành nữa. Cha mẹ bỏ tiền cho bản thân mình mua đồ gì đấy là qua thằng này. Phát ánh cái chuyện đồng hồ này. Xin lỗi là các anh chị rất như là của hạnh phúc. Người không cần học thì hãy vô ý. Không sắp đó xin lỗi được, không có. Ngày xưa tôi đi học, để nghe một cái dấu hiệu không lưu học. Tôi mất 3 tháng vì bệnh nó đau kín. Nó tôi biết bây giờ còn kín. 3 tháng tôi đi ngồi qua. Ngày nào tôi tới thăm và bệnh nhân. Ngày qua thì cũng có sức khỏe. Vì tôi biết là tôi không thể nào ngờ được. Được sinh viên y khoa không thể nào ngờ được những bệnh nhân. Không thể nào ngờ được người ta được. Bác sĩ nó còn không cho là các thầy rất nhiều mà còn cái xã hội lớn lắm rồi nhìn nó biết liền sinh viên mà lâu không sống là nhưng mà đến ngày cái bước nó chuyển qua mọi rồi quay lại được đâu tôi cảm tôi nghe cảm thấy thậm chí là và nhân vật cho tôi hướng dẫn cho người sinh viên thì bây giờ các anh chị không bao giờ có cái hồn không bao giờ có cái hồn. Thì sao vì mình nhắn bây giờ là lấy đọc một điểm đã tiền mà. Đúng không? Đọc. Không có lời. Và tôi cũng khuyên người nhà thôi. Nếu mình ngạc quá không cho sinh viên là mình quay nối. Thì nó sẽ có chất lượng. Không có chất lượng. Mà không có chất lượng tự mình. Sống bảo chúng ta không ra mà mình chạy vô gia trị ở đây đó là một sự mà không phải vì một gia trị thì thái độ tôi quay lại từ này khi vô lên tờ thăm một vùng dịch tệ là có không y tế đi đâu không vùng dịch tệ là có đây. Hôm nay là mình tu hành và mình biết được. Thì con này là một con nhỏ men hả? Mình biết nhỏ men không? Bây giờ tiên năng có tỉnh bệnh viện. Mình thấy men là một người đó là nhỏ men. Nhỏ men hạt nhỏ. Hả? Con gì? Cái này thì mắt gần mà nguyên đã là công việc là nhiều khi mình ôm nhà ai là con mẹ con môi trường lại con mẹ và sẽ nói cái tương đối là cái quý xúc mạng cái này là mong mấy con chó mà mình đánh lọc nhiều con chó sơ giá chúng ta học quý ra xe phải thì cái bình lây lây qua thôi thì cái cách thì con tương này lây họ là một lây con ra ngoài là những con men là ngạn và hỏng đại lên ở đây đó u hàn chứ còn là những cái này nó đại lo con cái bên này ở đây đại lo mình không chịu thành nữa không thành nữa được tôi muốn đại lo và đây là một câu hỏi mình sẽ khơi cho lần này mình không biết nguyên nhân xong nghiệp đâu đây là cái vốn cái vốn bỏ ăn mình ra được ăn và đó là ra ăn và từ đó là để nó sẽ biết một cái đây là lao là không được hả nhiều khi chẳng có hay luôn không không được. Ngày xưa thì dòng bệnh của động lực là viêm đặc hiệu bị do lao mà không thể quyết định rằng là làm lao có khi sắc hơi vô nhưng cứ định hướng đó thì lúc mà công việc mình còn việc mình sau này mình diệt lao
các sản phẩm miễn dịch tốt vào thì mình nhận diện được nó. Và ngày xưa không phải thì các dụng điều trị thôi. Nó đáp ứng. Ok. Có thể không? Làm về mặt nó làm cho tiến thể. Hơi hát nó đúng không? Không, cái bào giảm được một cái bào. Dạ bào. Lúc này là thấy không còn giảm đi, không phải bào đâu. Thì đối với biến hóa thì có những cái đặc điểm chính là mình sẽ thấy là tế bào giảm đúng không, hai đại bào đó nha, còn đại bào thì là ba là hoạt động bào đầu và thứ tư là biến đổi của bào trung hòa. Tuy nhiên tùy theo vào biến mà hình ảnh nào đó bạn hiểu biết nhá, nếu mới thì mình thấy tế bào là vô nhiều hoặc đại bào đó nha chưa có hoạt động, thế mình không có cái sắc khối đô vừa rồi không thay hoạt động vì nó không bỏ tương bằng thì chứ còn mới không có đây một hệ thống tiềm năng của cơ quan lao trung tâm là hoạt động bắt đầu ha, trung quanh là các tế bào giảm dịu không và các tế bào lớn ha, ở ngoài một cái viên lên của bò tương bằng mỗi cái tố cũng là đại diện cho một cái thì viên hạ cho là vì sao lần này là tiến hành thì có được nghiên cứu từ lâu rồi mà không có thể mình chuẩn ra ngày xưa là mình khó tìm đó thành được đó là nhà lợi dụng sinh viên điều kiện và mình hành biết vậy chất lượng đại bào nha, con đại bào gấp này đó mà ra nó xuất phát từ con tế bào giảm biết không, vì sao tế bào gọi là tế bào giảm biết không, nó giống giống tế bào biết không chứ không phải là tế bào biết không, nó tiếp tục nó giống giống không phải giảm, con tế bào giảm luôn nó ra là tế bào đó, các con đại bào có khả năng di biệt không có đẻ, nó đi chém qua coi đầu tí á, chém qua các con đại tế bào nó bắt cầu nó di chuyển thì con có đèn nó cũng đi, nó lùi lại cũng đi, ha. Vấn đề khi mà đến cái vùng đó nó không bao lúc đó nó ổn định lại, nó không di chuyển nữa thì quá trình bao giờ nó ổn định lại thì lúc đó tế bào nó giảm được không? Vì sao nó giảm được không? Mình thấy bị con gai học chưa? Con nhớ nhớ bị con gai bị con gai là mình em nhìn nó để cắt qua thì mình thấy cái bào bên dưới nha là nó sẽ có giảm gì? Đa gì? Ha? Mình nhìn bớt cái lửa ha? Ha? Mình ăn lửa, mình mở ra này học lửa á, cái hộp lửa đó nó gần giống như là giảm được không? Á, từ khi mà sắp xếp với cái giảm là tổ ong đó, giảm như nó lửa thì là lúc đó bào tư kích thích cái bào đạt để sự tối luôn, á. Thành ra là từ bào tư mà sắp xếp cái giảm tổ tư đó, là bào tư giảm. Nhưng mà ở đây mình thấy cái bào đó nó bị khi tế bào định thân nó ổn định á bằng lần nó lấy thì được diện tích bề mặt ít nhất chứa được thể tích nhiều nhất ha, chứng tỏ là cái phong bằng với một cái khẩu lượng bào tương này nha nhất định khi diện tích đó nó đạt được yêu cầu để mà phong bằng sinh học là đây là vai trò tiếp theo là các chuyên gia khoa học tiên tiến để tiên tiến quy trình và các cái bào này nắm giữ tế bào không rõ những nhân vật nắm giữ không rõ ràng nhưng mà nhìn kỹ thì những nắm giữ tế bào cơ nó sát nhau thì mình thấy được và những tế bào giảm biểu thấu này á khi nó hợp lại ha khi nó tăng lên tế bào lên ha càng ngày càng nhiều ha cơ thể vì sao hợp nhiều
เราต้องเลี้ยงนะชีวิตของเราเราเพิ่มความเพลิดเพลินก็แค่ความเพลิดเพลินแต่เราต้องเพลิดเพลินไปจองหลับไปยืดหลับกลับมาครับออกมามาตัดตรงหลายเราตัดตรงถึงจะพุ่งยาวออกเองนะครับมองไปโค้งถูกไม่กดมันกว้างระดับห้าไม่ไรquá trời biết một cái này, nó mẹ sống chung hòa bình ha, mấy con đại đàn bò nó ổn định, bao nhiêu con với một đám đàn bò, đấu tranh và tiêu diệt với nhau rồi, nó khó cùng lại với nhau là không thấy là, mình cảm giác nhiều như là mình con của cái nhân này mà không được thu đủ là con lao mà nặng đó còn nhiều hơn ha, cơ thể phòng vệ. Thank you.
thì chúng là cái mở đầu của ho ra cái gì đó có gì con đi 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 xem làm cái số bệnh viện mà thằng cái số nhà xác ai số bệnh viện như thế mò là cái đó chứ nó chưa hoàn thành cái đấy là cái giờ là điều đạt cái giờ thì bệnh viện cũng không phải là đó là lúc này là chúng ta sáu năm thì từ tôi còn hết còn nhé nhà xác họ làm còn coi thì từng việc ấy mình ra bỏ mình dành nhau mà bây giờ là mình chạy xôn cho nên mình chạy xôn nhiều quá không còn thì mình học đành quá cái bắt đầu lên là cây xì vì đây mình dùng lên ra mỏ nhưng mà tay mình nhau ho khá không đạt cái bắt đầu thì mình nên đang lo của vợ ra khá ra là bố bà chính xác cái lấy mình dùng một cái tòa nhà lũ hôn và những tổng sát chúng ta là những tòa tư bà rồi mình biết đây thì mình cũng đã lớn ra nên cái tòa nhà lũ hôn chắc giờ nó không rõ ràng nhưng mà mình cũng không thì chúng ta là những cái tòa đúng không? Họ thành địa bàn nói chung là chúng ta không bảo chúng ta nó đạo đúng vì sự thân thân và diễn biến của bà cái lao được cái chỗ đối là chúng ta không rõ mình lâu rồi chúng ta có cơ hội để cơ chế thân thân của bà thì bà như thế những cái đại tên binh Việt Nam chẳng bảo cá ao cho cái logic là cá mà phải làm về cái thành lập khác nhau nhưng chung quy là gồm có là bao giờ có hai yếu tố là thực chất có tiêu quy là khác nhau đó nhà chủ cảm thấy mình làm nhân vai làm hai là sự khâm phát trong công nghiệp quá học trong công nghiệp là tất nhiên ở đây ví dụ như mình sắp có yếu tố rồi mình không biết như nhau là bây giờ còn hai người còn và cái vi khuẩn lao cái nấm cái nấm nó phải lao thì cái vi khuẩn lao nó ở trong cái thâm nhập vào cơ thể đó anh chị là bao lâu rồi sinh sản bao nhiêu ngày thì